Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận 3 bát cái máy iPhone 8 nè. Tình trạng thì nó đang quên mật khẩu ngoài rồi các bạn. Nhận SIM có sóng tên nhà mạng đầy đủ nha. Thường thường á, những cái máy mà nó bị tình trạng như vậy á, nếu các bạn có thì mình ghim vô máy tính á, nó không có nhận gì hết, tại nó bị dính màn hình barcode ra. Thì giờ mình đưa về chế độ recovery để mình coi thử nó có iCloud không, rồi mình kiểm tra iOS để mình ba bát nha các bạn. Các bạn tắt máy, vừa ghim cáp nhấn giữ cho mình cái phím nguồn nè, các bạn cứ đè giữ thiệt là lâu luôn, nó hiện chế táo kệ nó các bạn, từ từ nó sẽ vô chế độ recovery ha. Các bạn cứ nhấn giữ phím nguồn hoài luôn là máy tính nó sẽ nhận được cái điện thoại của mình. Khi máy tính nó nhận được điện thoại của mình á, thì điều đầu tiên quan trọng á là mình đi kiểm tra iCloud cho nó. Thường thường những cái máy mà nó có dính tài khoản iCloud á, thì các bạn không có được chạy phần mềm nha. Nếu mà các bạn quên á, thì mình ram disk, mình bypass nha các bạn. Máy này có iCloud nè. Giờ mình trở lại cái tool ATIN Lock. iOS á, thì trên tool nó có hiện luôn nè các bạn ha. iOS khá là cao. Đầu tiên mình vô chế độ Boot Need Debug. Trên tool nó có hướng dẫn đầy đủ ha các bạn. Các bạn iOS nào á, thì mình chọn đúng iOS đó nha. Ví dụ con này thì mình chọn 16.4. Bắt đầu vô chế độ Debug. Các bạn không có tích cái Only Debug ha, mình cứ bấm Start luôn. Rồi giờ mình vô chế độ Debug. Vô Debug thì nút nguồn với volume trừ nè, các bạn bấm nhịp nhẹ hợp lý, buông nguồn giữ volume trừ là nó sẽ vô Debug. Tool nó thấy nó vô Debug thì nó sẽ vô chế độ Boot Need luôn cho mình nha. Thì giờ mình mở Device Manager lên, coi thử lúc nó chạy driver nó bị lỗi hay là nó kẹt gì đó thì mình fix luôn nha các bạn. Cái này các bạn làm thì nên mở Device Manager ha, để mình dễ nhìn nha. Thì lúc này cái tool nó tự động nó chạy thôi, mình cứ đợi cho nó vô Boot Need. Nó lỗi tới đâu thì mình làm tới đó, nhiều lúc các bạn làm từ từ thôi. Mấy cái tool này hiện tại thì nó chạy khá là ngọt á. Rồi vô Boot Need thành công nè. Bắt đầu giờ mình boot ram disk. Các bạn nhớ chọn đúng iOS của cái máy mình nha. Rồi chọn đúng iOS xong á, mình nhìn thấy driver đầy đủ nè. Rồi mình bấm boot ram disk thôi. Rồi bắt đầu cái tool nó sẽ ram disk cho mình. Nó ram disk nó báo thành công á, thì mình làm backup lại cái file bytecode. Lúc này thì nó tự động nó tải cái file trên server về, thì các bạn đợi cho nó tải ha. Tải xong á là nó sẽ ram disk cho mình. Ram disk là mục đích để nó lấy lại cái file bytecode trong cái máy các bạn, cái file backup á, để mình reactivate lại full sóng nghe gọi đầy đủ như một cái máy bình thường thôi ha. Khi này thì mình đợi cho nó ram disk thành công á, thì mình tiến hành backup bytecode lại. Này các bạn làm những cái máy này thì nói chung là cái trình duyệt virus trên máy tính đó, các bạn nên tắt đi ha. Rồi đến bước này thì mình backup lại cái barcode nè. iOS khá là cao. Hiện tại cái tool này nó hỗ trợ từ iPhone 4 cho đến iPhone X luôn nha các bạn. Nếu dính mật khẩu màn hình thì mình làm full nghe gọi ha. Còn nếu mà bị màn hình hello thì mình làm bypass dùng wifi. Các bạn có thắc mắc gì thì để lại bình luận bên dưới, mình sẽ hỗ trợ giúp các bạn ha. Khi backup thành công nó sẽ lưu trên máy tính và lưu trên server luôn nha, các bạn yên tâm. Rồi để mình kiểm tra lại cái file backup coi thử có đầy đủ file không, như là đủ nha các bạn. Email, số email, số series hiện đầy đủ ha. Rồi mình kiểm tra cái file thông báo luôn này kia đầy đủ thì tiến hành mình xóa cái máy. Ok, ngon lành luôn này các bạn ơi. Rồi mình trở lại tiến hành mình factory cái máy, là xóa trắng cái máy á các bạn. Tại vì mình backup được cái file đó rồi thì các bạn cứ xóa thoải mái đi. Rồi mình reactivate lại thôi. Các bạn đợi cho nó về màn hình hello nha. Này mình nhận 3 bát cho khách cái máy này, chắc cũng người ta bấm mật khẩu hay gì đó quên rồi các bạn. Hỏi alo thì người ta cũng cười cười, cười thôi, mình nghĩ chắc là cũng quên rồi ha. Thôi để mình ram disk lại cho họ. Rồi khi nó về màn hình hello á, thì các bạn từ từ làm tiếp nha. Mình active vô tới cái màn hình khóa chủ sở hữu đi. Rồi để mình reactivate. Rồi khóa chủ sở hữu nè. Tiếp tục trở lại cái tool, mình làm lại những cái bước ban đầu các bạn. Ví dụ mình vô lại Boot Need nè. Thì các bạn làm như cái bước số 2 thôi. Vô Boot Need rồi mình boot ram disk, thay vì mình backup bytecode thì mình reactivate là xong.
Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.